Ok, xin chào các bác. Thì đây là con Win của em. Thì các bác cũng biết rồi đấy, con Win này thì nó rất là mong manh, nó không được trâu bò cho lắm. Cho nên là bác nào mà dùng Win ấy thì chắc chắn là sẽ phải trang bị cho nó rất nhiều các phụ kiện. Và em cũng thế thôi, em cũng cần phải trang bị cho nó rất nhiều phụ kiện. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác nguyên cái bộ phụ kiện cho cái con Win này nhé. Thì trước tiên ấy, đó là một cái ốp. Đây thì các bác có thể thấy này, đây là cái ốp ở ngoài này giả da này, ở chỗ này thì bằng nhựa thôi, nhưng mà em thấy nó khá là ngon các bạn. Em thấy nó đẹp đẹp và nó cũng rẻ nữa, nó chỉ tầm khoảng chín mấy nghìn hay sao các bạn, em không nhớ nhầm thì nó tầm khoảng 100.000 thôi. Thì cái này ấy, nó sẽ ốp như này đó. Đó, nó sẽ ở phần lưng như thế đấy. Đây nó sẽ như này đó, cầm nắm rất là chắc chắn và vẫn xoay được nhé. Đó, xoay bình thường rồi đó. Thì đó là cái ốp, và đây em sẽ mở ra rồi. Cái ốp này em thấy là được này, các bác dùng nên dùng rồi. Đó là cái ốp của cái hãng này này, nếu như các bác không biết thì inbox em sẽ cho cái link đây, đây này. Rồi tiếp theo ấy là một cái để bảo vệ cái camera. Thì đây là một cái dạng như kiểu là PPF ấy, nó rất là mỏng. Ngoài ra em cũng có mua một cái cường lực của camera, thì cái này nó rất dày, cái này dán vào thì nó dày lắm và nó trông nó rất là thô, cho nên em không dùng cái này. Nếu như bác nào mà cần thì alo em cho. Cái này thì em dùng cái này này, nó mỏng đấy, nó đẹp hơn. Thì cái này thì tất cả những cái này em sẽ dán sau nhé, và em sẽ sâu cho bác sau. Đấy, tiếp theo là một cái miếng dán vào 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 phần lưng này này. Đấy, dán như này này. Đấy, đấy sẽ dán vào phần lưng như này. Đó thì trong clip này em sẽ không hướng dẫn các bác cách dán, nhưng mà có nghĩa là em sẽ không dán trực tiếp cho các bác xem, nhưng mà sau khi dán xong em sẽ sâu cho các bác. Thì cách dán của cái này nó cũng dễ thôi, các bác lột cái phần này ra này. Cái miếng em có một miếng nữa là miếng của mặt trước nữa, nó y chang như miếng mặt lưng thôi, hai miếng này y chang như nhau nhé, nó chỉ khoét lỗ ở mặt lưng thôi. Thì miếng dán, cách dán của này nó rất là dễ thôi, các bác lột cái phần giữa này ra này, lột phần giữa ra, lột thoải mái nhé. Cái phần này sau này sẽ bỏ đi mà, lột thoải mái, lột phần giữa ra, bắt các bác lột phần giữa ra, các bác hít lên đây đấy, hít lên xong các bác canh ngay ngắn hít lên, bắt các bác lật cái này lên, các bác lột cái phần này ra, lột cái phần dưới ra, các bác dán lên, lột phần dưới này ra dán lên. Các bác nhớ lấy cái thẻ SIM ấy, các bác vuốt cho nó cân, gạt cho nó cân ấy, gạt cho nó phẳng này là được. Đó, nói chung là dán cái này thì dễ thôi, nhưng mà các bác bắt buộc phải canh cho nó đúng đúng chính xác ấy, chính xác cái khuôn viên, cái khuôn mẫu của cái con máy Win ấy. Tại vì cái này người ta cắt bằng laser ấy, nó rất là khít luôn. Để khi mà dán xong em sẽ cho các bác biết, tại vì bây giờ vừa quay vừa dán em không dán được cái này, tại vì cái này cần phải độ chính xác rất là cao. Cho nên là các bác cách dán thì như thế, lột cái miếng này ra hiện lên, xong rồi các bác lột cái miếng sau này ra, các bác dùng cái thẻ SIM ấy, các bác gạt gạt cái bên này, thế gạt thế là được. Đấy, cái miếng dán đằng trước này cũng tương tự như thế nhé. Đấy, và ngoài ra ấy, em có một cái miếng dán của cái đây, mình dán của cái màn hình phụ ấy, màn hình phụ ở dưới này này. Đấy, nó hiện lên như này thôi. Đấy, nó như này. Đấy. Nói chung là sẽ full bộ của cái này. Trừ cái viền của cái này không có thôi, trừ cái viền của cái phần màn hình chính này không có thôi, chứ còn tất cả đều full hết. Các bác yên tâm nhé, Win rất nhiều phụ kiện chứ không phải là không có phụ kiện đâu. Đấy. Và ngoài ra ấy, em cũng có một cái cường lực UV của Win luôn. Đây. Cái này thì em chưa dán, sau này nếu mà chán mấy cái kia thì em mới 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 tính dán cái này thôi, nhưng mà em cái này nó sẽ dày, em cũng chưa muốn dán. Đây, thì đây là cái cường lực Win, em sẽ hiện lên cho các bác xem nó đang như thế nào. Đây, cực Win thì nó chỉ có như thế này thôi. Đây, các bác hiện lên nó sẽ như thế này. Đấy, thì cái cường lực Win này nó sẽ không thể nào mà full hết được cái màn hình của con Win này đâu. Đây, các bác nhìn nó sẽ như thế này thôi, nhưng mà em thấy là nó cũng khá là kín rồi. Đấy, các bác nhìn thấy không? Em thấy là miếng này cũng được. Nếu như các bác nào mà thích dán cái cực lực UV này của Win này, thì các bác mua cái này và các bác xem lại clip mà em dán cái cho con G8 ấy, các bác sẽ biết được cách dán. Đấy, nó cũng đẹp, nói chung là em thấy là cũng được.
nhưng mà em sẽ dùng cái cương lực UV này sau, em sẽ dán bằng cái khác trước, bằng cái PPF này trước. Đó. Rồi ok, thì đây, xô bố vào cái camera các bạn. Rồi ok, thì em sẽ dán và em sẽ show cho các bác, và lát nữa em sẽ show cho các bác cái thành quả của em nhé. Rồi ok. Rồi ok các bác, thì em đã dán xong rồi đây. Thì cái miếng PVF này này, em có mua của hai shop. Thì cái shop số 1 ấy là em chỉ mua cái miếng mặt trước này thôi. Còn shop số 2 ấy, thì em mua cả bộ, cả mặt trước, mặt lưng và cái màn hình trong này nữa. Thì sau khi em so sánh hai cái miếng của hai shop của mặt trước nhé, thì em thấy là miếng của cái shop full bộ ấy thì là họ 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 bo cái góc này này, họ bo góc này ít quá, cho nên khi mà các bác dán vào đây này, nếu như các bác dán kiểu này vào ấy, thì nó sẽ bị phè ra, chờm ra. Đấy, chờm ra như này này, họ bo ít quá, góc của con wing này nó bo hơn mà. Đấy, thì nếu như các bác dán cái miếng này nó sẽ bị phè ra, cho nên em không dán, và em dán của cái shop chỉ mua cái miếng mặt trước thôi. Thì cái miếng mặt trước của cái shop đấy em thấy nó rất là đẹp luôn. Em có thể cho các bác thấy này, đây là cái góc này. Đây, nhìn các bác nhìn, không biết các bác nhìn rõ không? Đây, đây này, góc này nó gần như full kín luôn. Góc này, đấy. Em dán thì nó vẫn hơi bị, thỉnh thoảng nó bị bọt khí, nhưng cái đấy thì do kỹ thuật dán thôi. Chứ còn cái kích thước thì nó, em thấy này, rất là tuyệt vời luôn. Sát luôn. Cái cạnh trên này cũng sát sát luôn. Đấy, cái bên này này. Đây, các bác thấy không? Gần như các bác không phát hiện ra được là có miếng dán luôn ấy. Đây này, rất là đẹp luôn. Ở đây là góc dưới này, đó các bác thấy không? Đó, các bác gần như không phát hiện ra là có miếng dán luôn ấy. Nó khít như khít luôn mà. Đây, miếng góc này cũng thế. Đấy, em dán hơi lệch một chút xíu thôi. À, cái phần này nó hơi bị thừa, hơi bị lệch sang mé bên này một tí. Dán mà lệch sang bên này một tí thì đẹp. Nhưng mà thực sự là dán miếng này rất là khó khăn, phải rất là canh, rất là chuẩn thì mới mới dán được miếng này nha các bác. Các bác mà mua miếng này thì các bác xác định nhé, phải cực kỳ là chuẩn xác thì mới dán được. Đấy. Thì cái miếng này em rất là hài lòng, tại vì nó ôm khít được toàn bộ cái màn hình luôn, và cái cảm giác vuốt ở trên cái màn hình này, ở trên cái miếng này thì em thấy là nó không rít mấy, nó không rít như kiểu mấy miếng go hoặc là mấy miếng dán dẻo khác. À, em thấy miếng này ok, nó khá là trơn. Tuy nhiên không trơn bằng cái cương lực UV được, nhưng mà nó như thế là em thấy là ổn rồi. Đấy, và cái việc thao tác vuốt từ cạnh qua như này này. Đấy, em thấy là nó rất là ổn, nó gần như không chạm vào cái mép của cái mình dán đấy luôn. Đấy, nói chung là miếng màn hình trước này thì nếu như các bác nào muốn dùng cái này thì em sẽ cho link link cụ thể của cái miếng này đấy, và chỉ có miếng trước thôi nhé. Đấy, còn tiếp theo là ở cái miếng mặt lưng này ấy, thì của cái shop đấy ấy, của shop số 2 ấy, thì là em thấy họ làm họ đo kích thước chưa được ổn. Thứ nhất là đây này, hai cạnh viền nhé, hai cạnh viền nó còn rất nhiều khoảng hở luôn. Đấy, các bác thấy không, nó chỉ mới đến đây thôi, các bác có thể không nhìn thấy nhưng mà nó mới chỉ đến đến đây thôi, còn một đoạn nữa, còn một ngày nữa. Đấy, đấy, bên này cũng thế, em đã dán rất là cân rồi. Đây này, mấy các bác có nhìn thấy không, nhưng mà miếng này thì nó không phun hết cái cạnh lưng, mà nó mới chỉ lưng lở lưng ở đây thôi. Và thứ hai nữa ấy, là cái phần dài này, cạnh dài này, chỗ này thì em dán bằng này nhé, nhưng mà chỗ này nó bị thừa ra này, đây các bác có thể thấy này, nó bị thừa ra một đoạn luôn. Đây này, đấy, tí nữa phải lấy cái dao, tí nữa em sẽ phải lấy cái dao này em rạch một đường như này thì nó mới hết cái đoạn thừa này. Đây, các bác nhìn thấy cái mép thừa nó không này, đây này, đây này, đấy, thừa ra như này cơ mà, hãy thừa ra một khúc đấy. Và cái shop thứ hai này cũng thế, do họ bo góc ít quá, đây này, chỗ nào nó nhìn thấy rõ, đây họ bo góc ít quá đây này, đấy, dẫn đến là nó bị chờm ra ngoài, và cái chỗ này thì em cũng phải cắt đi đấy. Và nói chung là cái miếng mặt lưng này thì đúng là cũng không có quan trọng, nhưng mà em thấy là họ đo kích thước chưa được chuẩn đấy. Và tiếp theo ấy là cái miếng dán camera của họ đưa kèm luôn đấy, đưa kèm luôn đấy, thì là không dán được nha các bác, không thể dán được luôn, không thể dán được luôn đấy, không bóc được ra để mà dán. Cái này là do lỗi của họ, họ cho em 4 miếng luôn, em đã bóc phá hỏng 3 miếng rồi, đến đây là miếng thứ tư rồi mà em không thể dán được cái miếng này, không bóc vào được.
thì cái miếng này em đánh giá là lỗi. Thì đây em có một cái miếng camera trước khác đây, thì cái miếng này nó dày quá, em đã dán thử một lần rồi. Cái miếng này là miếng phổ biến này, nhưng mà nó dày quá, các bác dán cái miếng này rất là xấu. Nói chung em khuyên là không dán, không dán miếng này, không mua miếng này nhé. À, thà để trần còn hơn, còn đừng mua cái miếng này. Miếng này cực kỳ lợm luôn, nói chung là không phải cực kỳ mà nó rất là lợm đấy. Tiếp theo là một cái miếng ở trong màn hình. Thì cái miếng này thì cái shop số 2 ấy, người ta đo kích thước ok. Cái miếng này thì kích thước em thấy là ok đấy, các bác nhìn thấy góc này, góc này, góc này, góc này, góc này đấy. Thì cái miếng trong màn hình này thì em thấy là kích thước nó ok rồi, nhưng mà có một nhược điểm là các bác thấy đấy, bốn cái viền của nó ấy, nó đều rất là lởm chởm, nó không được dính chắc chắn đấy. Đấy, em mặc dù em dán rất cẩn thận rồi, nhưng mà có thể đây là do cái lỗi kỹ thuật, người ta cắt lúc đấy nó chưa được ổn. Nhưng mà em thấy là cái các cạnh này này, bốn cạnh này nó hơi bị không được mượt, không được dính hết. Ngay cả cái miếng lưng của họ cũng thế thôi, em dán cũng rất là cẩn thận cũng như miếng trước này rồi, nhưng mà nó vẫn bị bọt khí các thứ đó. Thì đó là cái miếng dán PVF ở trên con wing này nhé. Sau này mà em chán thì em sẽ dán cái miếng cường lực như lúc đầu clip em nói ấy. Thì cái miếng cường lực đấy em thấy là ngon đấy, các bác nào thích dạng cường lực thì các bác nên mua cái miếng đấy, và các bác có thể inbox em để em cho cái link đấy. Thì hiện tại là dán như thế là em thấy là ổn rồi, con wing cũng chỉ cần thế thôi. Tại vì cái mặt lưng này nó có thể xấu tí, nhưng mà em ốp lại lên thì nó cũng không không nhìn thấy gì. Nhưng mà thường thường về nhà là em sẽ mở ra, em sẽ bỏ ra, bỏ ốp ra em dùng, cho nên là em cũng muốn là dán cho nó khỏi bị xước cái mặt lưng. Còn cái cụm camera thì em hiện tại em chưa dán cái gì cả, không muốn dán cái gì cả, tại vì cái miếng này nó dày quá, còn cái miếng kia thì không dán được, nên là em cũng kệ nó thôi. Cái miếng ra cái miếng cái camera này ấy, thì các bác được cái là cái vòng tròn ngoài này này nó cao hơn cái kính một chút xíu. Thì nếu như các bác có để xuống mặt bàn như này thì nó cũng chỉ xước cái vòng bên ngoài thôi, cho nên các bác cũng không phải lo nhé. Hơn nữa là nếu mà ốp cái lưng vào như này ấy, ốp cái lưng vào như này ấy, thì nó hoàn toàn thấp hơn cái ốp lưng, nó hoàn toàn thấp hơn cái ốp lưng, cho nên là cũng không vấn đề gì đấy. Rồi ok, em nghĩ là cái camera em sẽ không dán nữa, để như này chụp cho đẹp, tội gì về dán đấy. Rồi ok, đây là cái full phụ kiện của cái con Wing. Các bác nếu mà mua Wing cứ thoải mái đi nhé, phụ kiện nó rất là nhiều luôn, và em đã test cho các bác là cái PVF cái nào ngon rồi đấy. Các bác cần link thì inbox em nhé. Rồi, alo, chào các bác.